Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với cái kênh Phương Nguyễn Investing trong một cái video mới vào cuối tuần. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về một cái nội dung, đó là điểm kích hoạt chu kỳ của một cổ phiếu và top những cái cổ phiếu mà chúng ta nên chú ý khi mà thị trường xảy ra một cái nhịp điều chỉnh trong giai đoạn sắp tới, đúng không? Rồi, chào mừng tất cả đã quay lại với kênh của em. Thì để đồng hành, để ủng hộ kênh, có thể ta tiếp được những cái video hay là những cái buổi chia sẻ ở trên kênh của Phương Nguyễn Investing, mọi người có thể bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh và có thể bỏ ra một giây để nhấn nút like và để lại những comment trong quá trình xem video. Xin chúc tất cả nhà đầu tư mình sẽ đầu tư thành công. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái nội dung của cái buổi trao đổi ngày hôm nay về cái nội dung, đó là điểm kích hoạt của chu kỳ. Đó, ok, điểm kích hoạt của chu kỳ là gì? Tại sao điểm kích hoạt chu kỳ nó lại quan trọng trong cái giai đoạn này? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào về diễn biến về thị trường. Trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta có những cái cổ phiếu, như là GVR. Và những cái cổ phiếu bùng nổ của dòng Ben, đó. Trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn khẳng định, là gì? Chúng ta vẫn đang có một cái con sóng ngành, đó là dòng Ben. Và song song với dòng Ben đó là chúng ta có cái cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên có một cái điều mà trong giai đoạn này nó đang diễn ra, đó là mặc dù chúng ta có một cái con sóng ngành Ben với những cái cổ phiếu nó đã vượt đỉnh lên trước, ví dụ như là ACB, CTG, MBB hoặc là BID, và gần đây chúng ta thấy có một cái sự bùng nổ của các cổ phiếu như là Techcombank hay là cổ phiếu như là VIB, và tiếp đó là cổ phiếu MSB và Oceanbank trong cái phiên đầu tuần, phiên giao dịch đầu năm. Đó là những cái điểm xác nhận cho những cái điểm kích hoạt về chu kỳ. Và điểm kích hoạt chu kỳ nó cực kỳ, nó quan trọng, nó đánh dấu đó là dòng tiền đầu cơ, dòng tiền thông minh, người ta bỏ tiền vào, người ta đánh. Và nó có những cái cổ phiếu, siêu cổ phiếu, đó là siêu cổ phiếu GVR, nó đã xuất hiện, cũng có cái điểm kích hoạt trong cái giai đoạn trước đó của nó. Còn những cái nhóm còn lại thì chúng ta biết là gì? Nó vẫn chưa có sóng. Mặc dù có những cái cổ phiếu đã vượt đỉnh, tuy nhiên nó vẫn chưa có sóng. Nhưng lưu ý này, có một cái điều mà cần nhắn nhủ nhà đầu tư mình đang xem kênh đó, hay là trong xem cái video này, đó là gì? Thị trường chỉ xuất hiện những cái siêu cổ phiếu hay cái nhóm ngành nào đó mà là cái sóng ngành tiếp theo nó đi lên. Sao cái dòng Ben hoặc là dòng khu nghiệp nó chỉ xảy ra sau khi mà thị trường nó điều chỉnh? Và em đã ví dụ như nhà đầu tư mình trong cái video trước đó nó là cái video gọi là khai xung bùng nổ, có nên mua mới hay không. Và trong cái video này thì em đã đưa ra những cái luận điểm rất là chi tiết, nghĩa là khi mà nó xuất hiện những cái điểm bùng nổ, khi mà những cái cổ phiếu như là TPBank, MSB, thị trường nó sẽ bắt nó xuất hiện những cái điểm bùng nổ, nếu những cái cổ phiếu như Oceanbank, TPBank hay là SB nó xuất hiện những cái điểm bùng nổ thì thị trường sẽ về được những cái vùng điểm cận vùng 1250 trong cái nhịp này, với leader đó là sự dẫn dắt của các cổ phiếu dòng Ben trên dưới, đúng không? Và các dụ cổ phiếu dòng Ben trên nó sẽ tạo ra một cái nền để nó nghỉ ngơi. Rồi, và chúng ta chưa có bất cứ những con sóng ngành. Nếu thị trường của chúng ta nó không xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh đủ lớn, chúng ta lưu ý nha. Và chúng ta sẽ cùng quay lại cái khó của thị trường trong giai đoạn vừa qua là gì? Có nghĩa là mặc dù thị trường nó có sóng ngành, tuy nhiên trong bản chất của các cổ phiếu trong ngành nó cũng bị phân hóa cực kỳ. Ví dụ nhiều cổ phiếu nó vẫn chưa đi lên, ví dụ như là SHB này, hay là những cái cổ phiếu như là TPBank này, hay là những cái cổ phiếu còn lại nó chưa có một cái điểm xác nhận, điểm kích hoạt chu kỳ. Đúng không? Rồi. Thì trong một cái lưu ý là gì? Nếu chúng ta không đánh vào các cổ phiếu trong sóng ngành, chúng ta không đánh được những cái cổ phiếu trong ngành như dòng Ben và các cổ phiếu hàng đầu như SSC và GVR của dòng khu nghiệp, mà chúng ta vẫn muốn đánh các cổ phiếu dòng khác, có nghĩa chúng ta phân bổ tỷ trọng ở thêm một vài cổ phiếu của dòng khác, thì chúng ta chỉ nên đánh những cái cổ phiếu hàng đầu, có nghĩa là chúng ta mà cái vị thế điểm mua chúng ta nó phải đúng, còn không chúng ta sẽ không nên mà gọi là mua full margin hay là tỷ trọng đối với những cái cổ phiếu mà chúng ta chỉ dám thả câu. Ví dụ trong dòng bất động sản chỉ có những cái cổ phiếu như là BRR là đã vượt đỉnh, tuy nhiên nó vẫn gì, chưa có
chưa có sóng công nghiệp và cái bản chất cái cổ phiếu này nó vẫn chưa đi lên, nó vẫn còn, nó chọn, mặc dù nó vượt đỉnh tuy nhiên cái dòng nó chưa có sóng và nó là cái cổ phiếu đại diện leader cho cái ngành của nó. Còn Nam Long là cái nằm tiệm cận đỉnh, đúng không? Trong dòng chứng khoán thì chúng ta thấy có cổ phiếu mà vượt đỉnh đầu tiên đó là BSI và HCM, và tiếp theo đó là MES, nó cũng vượt đỉnh, và lần lượt những cái cổ phiếu mà là FTS này nó cũng vượt đỉnh và đang tiệm cận quanh quanh cái vùng đỉnh, sau đó là VDS rồi CDS và những cái cổ phiếu sau bắt đầu nó đi lên. Tuy nhiên nó, về dòng chứng khoán nó vẫn chưa có sóng ngành, và thường thường nó chỉ xảy ra trong giai đoạn sắp tới này, mình không biết khi nào, nhưng mà thị trường nó sẽ có những cái sự điều chỉnh khi mà thị trường nó về được những cái vùng kháng cự. Chúng ta lưu ý về những cái vùng kháng cự này, có nghĩa là thị trường nó đang về lại những cái vùng đó là những cái vùng siêu kháng cự và siêu kháng cự trong cái vùng này, thì cái áp lực rung lắc đối với thị trường trong cái giai đoạn này là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta thấy là thị trường nó đi lên nhưng mà không phải cổ phiếu nào cũng đi lên, đó là cái điều khó của thị trường trong giai đoạn này để chúng ta là đánh. Nhiều nhà đầu tư mình nếu mà không cầm được những cái cổ phiếu hàng đầu như là dòng ban hay là chúng ta cầm những cái cổ phiếu như SSC, GVR hay là gì BHR gì đó, thì gần như chúng ta không có lãi nhiều trong cái giai đoạn vừa qua, mặc dù thị trường nó đi lên. Ok rồi, vậy điểm kích hoạt chu kỳ nó quan trọng như thế nào? Điểm kích hoạt chu kỳ nó cực kỳ nó quan trọng, nó đánh dấu một cái mốc son cho cái cổ phiếu đó để cái cổ phiếu nó vào sóng. Nếu cái điểm kích hoạt chu kỳ đó nó nằm trong một cái nhóm ngành, cái cổ phiếu, nếu mà cái điểm kích hoạt chu kỳ của một cái cổ phiếu đó nó nằm trong một cái con sóng ngành nữa, thì cái điểm kích hoạt đó xác suất thành công rất là cao. Ví dụ hiện tại chúng ta đang có cái con sóng ngành gọi là dòng ban và dòng khu nghiệp, tuy nhiên không phải cổ phiếu nào cũng lên, những cái cổ phiếu nó phải có điểm kích hoạt chu kỳ. Tôi lấy ví dụ nhà đầu tư mình để cho nhà đầu tư biết có nghĩa là gì. Mặc dù thị trường đi lên, ví dụ chúng ta có những cái điểm kích hoạt chu kỳ đầu tiên của dòng ban đó là cái cổ phiếu ACB. Đây là cái cổ phiếu ACB, ECG. Vào cái ngày mùng, nó có cái điểm kích hoạt chu kỳ để nó đi lên, nó vượt đỉnh vào cái ngày mùng 2 tháng 1 ở đây. Đây là điểm kích hoạt chu kỳ này. Với cái dòng tiền khổng lồ đây, đây là điểm kích hoạt. Với dòng tiền bắt đầu đi lên, nó vượt đỉnh ở đây. Với dòng tiền lớn nó tham gia vào ở đây, đúng không? Đây là gọi là những cái điểm kích hoạt chu kỳ. Bắt đầu dòng tiền bắt đầu nó tăng dần lên, bắt đầu đi lên, nó vượt đỉnh từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 1. Và đây là những cái điểm gì? Những cái điểm kích hoạt chu kỳ, những cái điểm kích hoạt cho cái chu kỳ của nó. Nghĩa là đây là chúng ta thấy này, nó có dòng tiền vào đầu tiên, và chúng ta thấy cái bản chất của cổ phiếu GVR, đúng không? Mà em đã giới thiệu nhà đầu tư mình á, trên cái kênh này và trong hệ thống khách hàng, gần như nó đều có chung cái bản chất. Và cái cổ phiếu này đã tích lũy cả năm rồi các bạn. Chúng ta nhìn nè, cái vùng nền tích lũy của nó đã tích lũy hơn một năm rồi, từ tháng 11, 12 rồi, từ tháng 12 thôi, trước khi đi lên. Có nghĩa là quá trình gom hàng của tổ chức nó đã hơn một năm rồi. Và đây là cái cây đầu tiên này, sau đó thì nó rũ bỏ, điều chỉnh, và sau đó bắt đầu dòng tiền nó bắt đầu vào, nó mồi, sau đó từ từ nó có những cái điểm kích hoạt, nó đi một cái form giống như cái cổ phiếu HAG mà em đã phân tích nhà đầu tư mình theo cái mẫu hình của Bitcoin đó, là đây là pha D trong Bitcoin đó, là pha huy động dòng tiền. Và chúng ta thấy là dòng tiền nó được huy động sau khi dòng tiền đầu tiên nó tham gia vào, là nó rũ bỏ, nó kịp về, nó rũ bỏ, nó coi thử cái lượng cung có còn bán ra không, bắt đầu nó huy động cái dòng tiền vào đây, nó đẩy giá, và quá trình đẩy giá chính thức bắt đầu sau khi cái cổ phiếu này nó vượt đỉnh, nó có những cái điểm kích hoạt chu kỳ nó đi lên. Rồi tuy nhiên nó, những cái cổ phiếu đi sau nó, ví dụ như là CTG, để em lấy cái CTG, nó ở bên đây nó chưa update. Đây lấy CTG. Ok nè, cái cổ phiếu CTG nó cũng có cái điểm kích hoạt và chu kỳ, nó không đó có điểm kích hoạt, đây là điểm kích hoạt và chu kỳ, nghĩa là dòng tiền lớn người ta bỏ vào, sau đó cái cổ phiếu này có điểm kích hoạt chu kỳ, và trong trong cái phiên ngày thứ hai và cái phiên ngày thứ sáu cuối năm, chúng ta cũng có những cái cổ phiếu như là Techcombank hay là và VIB, sau đó là cái phiên đầu xuân, gọi là phiên khai xuân ngày thứ hai tuần trước đó, thì chúng ta có cái cổ phiếu gì, cổ phiếu MSB và Ocean Bank. Đây gọi điểm kích hoạt cho một cái chu kỳ, gọi là chu kỳ chân sóng mới nha, nghĩa là điểm kích hoạt cho một cái chân sóng mới của nó. Chúng ta nhìn một cái view khoảng tầm trên 3 tháng đến 6 tháng thì chúng ta thấy nè, đây là những điểm kích hoạt chu kỳ, nó giống như trong giai đoạn này của cổ phiếu nè, nó kích hoạt chu kỳ để bắt đầu nó đi lên. Thì cái điểm này bắt đầu kích hoạt chu kỳ, như dòng tiền lớn nó bỏ vào, dòng tiền lớn tổ chức nó bắt đầu vào và đại giá, và chúng ta nhìn cái giải khối lượng để chúng ta biết
nó không khác gì cái cổ phiếu HAG mà nó đi lên và bắt đầu quá trình đi lên, thì những cái cổ phiếu kênh dưới trong cái phiên trong giai đoạn vừa qua nó bắt đầu nó cũng có những cái điểm gọi là điểm kích hoạt chu kỳ. Những cái điểm kích hoạt chu kỳ là những cái điểm mà sau những cái quá trình gọi là gì, những cái quá trình mà nó tạo ra những cái pha C nè, rồi nó test cung cầu hết nè, rồi trong bắt đầu nó đi lên. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó ở các ngôi. Sau khi ICB nó đi lên thì nó lôi kéo được CTG, và sau khi CTG và MBB nó đi lên, và MBB đi lên ở những điểm gì? Điểm kích hoạt và chu kỳ. Đây là những điểm kích hoạt chu kỳ, là những cái điểm mà nó bùng nổ về mặt khối lượng và giá, và có thể nó vượt đỉnh luôn, vượt đỉnh đó. Và chúng ta thấy cái hiện tượng này lặp lại ở các cổ phiếu dòng band kênh dưới, dòng band kênh dưới, và nó tạo ra cái hiệu ứng đó là sóng ngành, sóng ngành, sóng ngành với dẫn dắt là cổ phiếu ACB. Và trong giai đoạn và vừa qua thì chúng sau đó là tiếp tục của những cái cổ phiếu BID, có nghĩa là cái bộ cổ phiếu, những cái nhóm cổ phiếu mà đã đi lên trước và nó cũng đã xuất hiện những cái gọi những cái điểm kích hoạt và chu kỳ. Đây là những cái điểm đầu tiên, sau đó có những cái điểm kích hoạt và chu kỳ này để bắt đầu đi lên. Rồi sau đó chúng ta thấy chứng kiến những cái cổ phiếu như là Techcombank, Techcombank nó đã xuất hiện những cái dòng tiền đầu tiên này. Đây là gọi là cái phiên dòng tiền đầu tiên, nhưng mà cái phiên dòng tiền đầu tiên này á, nó sẽ cần một cái phiên xác nhận, và nó đã có một cái phiên xác nhận kích hoạt chu kỳ, những cái phiên xác nhận vào cái phiên ngày mùng ngày cuối cùng, ngày cuối cùng của cái năm cũ, gọi là những cái phiên đánh dấu vượt đỉnh. Đây là những cái phiên cực kỳ quan trọng, đây là những cái phiên nhà đầu tư mình có hàng phía dưới hay là có hàng ở đây để mình gia tăng, có thể mình đánh luôn cả mặt sinh ở cái phiên này thêm, như là mình đã có vị thế để full rồi, đánh thêm mặt sinh ở phiên này, gọi là điểm phiên kích hoạt chu kỳ cho một cái chân sóng. Chúng ta nhìn rộng hơn, bức tranh rộng hơn, đây là một cái quá trình tích lũy gom hàng của tổ chức, nó kéo dài cả năm rồi, một năm rồi. Tổ chức không thể nào kéo dài mà nó gom hàng cả năm rồi nó sẽ đánh lên nó ăn 15%. Chúng ta lưu ý nha, khi mà tổ chức, những đã tổ chức lớn người ta đã set up cái gap rồi thì người ta không bao giờ đánh ăn một cái biên 50%. Đây là quá trình toàn bộ, quá trình gom hàng, rũ bỏ và huy động lại cái dòng tiền ở đây đối với cái cổ phiếu Techcombank. Và nó đã có tín hiệu xác nhận ở đây, nó gọi là tín hiệu xác nhận ở đây. Đây là điểm xác nhận này, và dòng tiền khổng lồ, và sau đó dòng tiền tiếp tục nó xác nhận với dòng tiền khổng lồ, nó cũng như vượt đỉnh, những cái phiên vượt đỉnh với dòng tiền khổng lồ. Và chúng ta thấy nhìn thấy là cái giải khối lượng dòng tiền của cái cổ phiếu Techcombank này nó tăng dần, gọi là pha huy động về mặt dòng tiền trong Viscop, gọi là pha huy động về mặt dòng tiền, gọi là pha D để nó tiến tới về những cái vùng pha E, để nó vào cái gọi là nó vào up, vào chu kỳ tăng giá đẩy giá mới của nó. Nó giống như nó đi theo cái bước chân của các cổ phiếu như MBB và CTG. Có thể nó lên đây, trong quá trình đi lên này từ đây nó mất khoảng chu kỳ khoảng từ 3 đến 6 tháng để lên lại những cái vùng đỉnh cũ. Nghĩa là tổ chức người ta sẽ không bao giờ người ta mua, có thể người ta gom hàng ở đây. Có thể người ta gom hàng ở đây, người ta gom hàng ở đây, người ta gom hàng ở đây, người ta gom hàng ở đây. Rồi người ta đánh lên. Và người ta không thể nào đánh lên với 5, 10 hay là 15%, người ta ăn những cái deal phải tầm là 100%. Thì những cái cổ phiếu như Techcombank nó sẽ hướng về những cái vùng 50 và 55. Còn về điểm mua của những cái cổ phiếu này nó đã va rồi. Có nghĩa đây nha, đây là những cái điểm mua đó nè. Và đây là những cái điểm mua cuối cùng của nó nè. Và đây là những cái điểm mua đầu tiên, gọi là điểm mua dòng tiền đầu tiên. Và chúng ta cũng thấy cái hình ảnh đó nó lặp lại ở các cổ phiếu của GVR. Và sắp tới chúng ta, và chúng ta cũng đã thấy cái điểm kích hoạt này. Lưu ý nè, khi mà cái cổ phiếu nó có một cái dòng tiền đầu tiên vào, sau đó nó xuất hiện cái dòng tiền thứ hai xác nhận và nó cứ tăng dần lên, mà nó nằm trong cái con sóng ngành nữa, thì cái xác suất đi lên nó rất cao. Và khi nó đi lên á, thì cái quá trình gom hàng này á, với mức tranh rộng hơn á, là cái quá trình nó đi lên nó phải có ít 50 đến 100% trong cái chu kỳ của nó. Và quá khứ á, là tổ chức cũng đã làm như vậy tương tự, lưu ý nha. Đó, đây là cái quá trình gom hàng của tổ chức này. Nó gom hàng sau khi nó đánh bứt thoát khỏi cái vùng mà nó xuất hiện những điểm kích hoạt về mặt chu kỳ. Đây là cái vùng gom hàng của tổ chức, lưu ý nha. Và sau khi nè, nó cũng có cái dòng tiền đầu tiên vào nè, chúng ta thấy không, đây là cái dòng tiền đầu tiên nó giống như ICB không? trong giai đoạn vừa qua không? Đây là cái dòng tiền đầu tiên, sau đó gì, sau cái quá trình gì đi lên, nó gặp cái vùng kháng cự ở đây thì nó xuất hiện những cái nhịp rũ bỏ, và sau nó kịp về mặt khối lượng đúng không, xuất hiện những cái vùng kháng cự đi lên nó rũ bỏ và sau đó là gì, bắt đầu nó huy động lại dòng tiền và nó xuất hiện cái điểm kích hoạt chu kỳ này với dòng tiền ở đây, gọi là đánh vượt đỉnh. Thì sau cái phiên này là gọi là phiên, đây là cái phiên dòng tiền để nó bắt đầu nó đánh dấu. Nếu chỉ cần có một cái phiên dòng tiền xác nhận kích hoạt vượt đỉnh thì nó xác nhận đây là vào pha đại giá, thì trong quá trình đi lên nè, nó có điều chỉnh, nó dụ ra đi lên có thể nó điều chỉnh do thị trường chung điều chỉnh rồi tiếp tục đi lên, và nó bắt đầu một cái pha tăng tốc đó. Từ cái giai đoạn điểm kích hoạt chu kỳ tới lúc mà nó kết thúc cái chu kỳ này, chúng ta đã tăng bao nhiêu rồi, cho dù chúng ta mua giá cao nhất ở đây
nó tăng nhiêu rồi, tăng 116% trước khi nó bước vào vào cái pha phân phối đó. Lưu ý nha các bạn. Rồi, và chúng ta đã thấy cái hình ảnh đó trong giai đoạn này, đó là cổ phiếu Techcombank nó cũng xuất hiện những cái gọi là những cái vùng điểm kích hoạt và chu kỳ với một cái bức tranh rộng hơn. À, đúng không? Và cái vùng 50, vùng 55 chính là cái vùng mà nó tiến đến. Và trong cái giai đoạn và chúng ta đã tiếp tục, chúng ta nhìn thấy tiếp tục những cái cổ phiếu của VIP này, đó, nó cũng thể hiện có những cái phiên về kích hoạt về mặt chu kỳ ở đây. Kích hoạt về mặt chu kỳ ở đây. À, đây là những cái phiên dòng tiền vào đầu tiên này, những cái phiên dòng tiền vào đầu tiên này. Đó là những cái phiên dòng tiền vào đầu tiên, và đầu tiên sau đó nó xuất hiện những cái pha rũ bỏ này. Những cái pha rũ bỏ này. À, đúng không? Và nó đã xuất hiện những cái điểm xác nhận, những điểm xác nhận sau đó trong cái phiên ngày cuối tuần, và bắt đầu nó đi lên. À, đi lên. Có nghĩa là những cái cổ phiếu này nếu mà nó có điều chỉnh lại về cái vùng nền ở đây và nó siết như nền thì đó là cơ hội. Những cái cổ phiếu như là Techcombank nếu nó có tích lũy nền trong giai đoạn sắp tới, có nghĩa là nó tạo một cái nền tích lũy ở đây đi ngang kịp về mặt khối lượng thì đó là cơ hội. Có nghĩa là dành cho những nhà đầu tư mà người ta chế tạo, người ta vẫn có khả năng mua bình thường. Ok nha. Và cái cổ phiếu nó tạo ra cái một cái điểm bùng nổ mà để em dự tính cho thị trường có thể tiến về vượt cái vùng 1200 và về những cái vùng tiệm cận 1240-1250 trong giai đoạn này. À, đúng không? Đó là dòng band kênh dưới. Dòng band kênh dưới với cái phiên bùng nổ 35, biết cái phiên bùng nổ khổng lồ đây. Thì cái phiên này nó giống như cái phiên của, khác gì cái phiên nào của MBB và CTG các bạn? Có khác gì không? Đây là điểm, đây là cái phiên dòng tiền vào đầu tiên này. À, sau đó quá trình này, đi lên nè, rung rũ nè, rũ bỏ nè và xuất hiện những điểm kích hoạt. Đúng không? Thì cái cổ phiếu này nếu trong một vài phiên tới mà nó vẫn đi lên, nó vẫn bò, nó tiếp tục đi lên thì nó sẽ cho thấy là gì? Cổ phiếu này chính là cái cổ phiếu của CTG thứ hai hoặc là MBB số 2. Lưu ý nha. À, lưu ý. Tại sao? Đây là những cái điểm mà gì đó, những cái điểm bùng nổ này xác suất nó thành công cao vì lý do nó nằm trong một cái sóng ngành. Có thể là gì? Thị trường lung lắc, nó vẫn lung lắc. Tuy nhiên thị trường lung lắc chưa chắc gì nó giảm mạnh. Lưu ý. Rồi, cái cổ phiếu Oceanbank nó cũng đã xuất hiện những cái điểm kích hoạt về mặt chu kỳ, có nghĩa là về xung lực, có thể là gì? Nó chưa mạnh. Tuy nhiên những cái cổ phiếu này nè, nó mà cái điều chỉnh lại về cái nền này nè, chúng ta có cái nền này nè, nó đã tạo cái nền trước khi nó bùng nổ. Nó mà cái điều chỉnh về vùng nền này, khối lượng mà thấp, khối lượng thấp nha. Khối lượng thấp là khối lượng như thế nào? À, ví dụ khối lượng tầm vài ba triệu. Đây là những cái phiên trên 10 triệu. Ví dụ khối lượng nó tầm vài ba triệu thì những cái điểm này là những cái điểm gì? Mua cho những nhà đầu tư trẻ tạo. Khi mà thị trường nó rung lắc và những cái cổ phiếu này nó rung lắc và nó chỉ điều chỉnh với khối lượng thấp thì đây là gì? Cơ hội cho những nhà đầu tư mà trẻ tạo. À, lưu ý nha. Trừ khi nó có những cái biến cố nào quá lớn. À, những cái điểm bùng nổ mà nó nằm trong một con sóng ngành, và là những cái điểm kích hoạt về mặt chu kỳ mà nó nằm trong con sóng ngành thì đó, nó sẽ đảm bảo cho cái xác suất thành công của cái điểm nổ này là rất cao, rất cao. À, có nghĩa là nó không phải là nó 100%, tuy nhiên xác suất nó rất cao vì lý do gì? Những cái cổ phiếu kia nó đã đi lên rồi, nó tạo ra con sóng ngành rồi, và chúng ta thấy là không phải cái cổ phiếu nào trong cái ngành nhóm ben này cũng đi lên. Điển hình là chúng ta thấy nè, ví dụ thằng Techcombank này, nó cũng sẽ xuất hiện cái điểm xác nhận chu kỳ rồi nè. Techcombank này, chúng ta xuất hiện một cái dòng tiền vào nè, sau quá trình rũ bỏ điều chỉnh nè, nó giống như ACB hay là CTG, nó cũng có dòng tiền vào, nó cũng giống như cổ phiếu gì của MSB có dòng tiền vào, và nó đã rũ bỏ nè, và đây là điểm kích, và đây là điểm kích hoạt chu kỳ nữa nè, đây là điểm kích hoạt chu kỳ nữa nè. Thì cái quá trình những cái cổ phiếu này mà nó điều chỉnh lại về những cái vùng này là cơ hội, điều chỉnh với khối lượng thấp là cơ hội chứ không phải là rủi ro nữa, lưu ý nha. Đó, hay là chúng ta, mặc dù chúng ta đấy, trong cái dòng này có những cái cổ phiếu nó vẫn chưa lên, ví dụ Exxonbank chưa lên. Tuy nhiên đây đang là quá trình có thể là nó đi lên sâu, chúng ta lưu ý nha. Nên chúng ta lưu ý nè, đây nó vẫn là nó lên nè, test nè, lên nó test, ví dụ lên nè, lên, đây là cái cây đầu tiên nè, trong test nè, nó test lại 2-3 phiên, mà chỉ cần nó xuất hiện một cái phiên, thêm một cái phiên nữa mà dòng tiền nó vào rồi khoảng 30 triệu nữa, trên 30 triệu nữa, nó đánh dấu là nó bắt đầu nó sẽ đi lên. Có nghĩa là nó là cái thằng đi lên cuối cùng. Hay là những cái cổ phiếu trong cuối của cái dòng này, ví dụ những cái cổ phiếu như là VAB nè, nó bắt đầu nó cũng có dòng tiền, những cái cổ phiếu phía dưới nó bắt đầu nó cũng đi lên. Đi lên trong cái dòng này. À, STB và VBank thì nó chậm hơn, nó chưa có điểm. Chỉ cần những cái cổ phiếu như VBank này, nó xuất hiện một cái phiên mà nó có khối lượng trên 30 mấy triệu cổ phiếu, đến 40 triệu cổ phiếu, đến bùng nổ thì đó là điểm kích hoạt chu kỳ. Điểm kích hoạt chu kỳ không phải là sau điểm đó nó cứ tăng và mà đó là điểm kích hoạt để nó báo hiệu đó là gì? Nó sẽ bắt đầu chu kỳ sóng mới của nó. À, hay là STB thì sao?
Nếu mà STB nó chỉ cần gì, nó chờ cái gì các bạn? Nó chờ cái điểm kích hoạt chu kỳ. Đây là những cái cổ phiếu nó chưa có điểm kích hoạt chu kỳ. Ví dụ nó rủ xuống phát là đẹp. Giả sử thị trường mà rung lắc thì nó rủ xuống phát là đẹp. Đúng không? Rủ xuống phát là đẹp, rủ xuống phát mà khối lượng thấp là đẹp. Rồi. Nhiều nhà đầu tư mình hỏi cái cổ phiếu. Rồi chúng ta có GVR. Chúng ta có GVR ở đây. GVR là cái siêu cổ phiếu mà em đã giới thiệu nhà đầu tư mình rất nhiều. Đặc biệt là những nhà đầu tư đã xem cái video của em vào cái buổi tối ngày 30 tháng 1. Và sau đó là những cái cổ phiếu, và đặc biệt là cho những nhà đầu tư mình mua cái phiên rung lắc này. Đây là cái phiên rung lắc mà cho nhà đầu tư mình mua nè. Cứ mạnh dạn vô mua cái phiên này. Sau đó phiên sau nó bắt đầu nó tăng và bắt đầu đi lên với một cái biên lợi nhuận cũng khá đẹp. Với một cái biên lợi nhuận đó, đó là những cái phiên rung lắc. Đây là điểm. Tại sao các bạn? Tại sao dám mạnh dạn cho nhà đầu tư mình mua những cái phiên rung lắc? Tại sao? Cái bố cục và cái cấu trúc tích lũy của cổ phiếu này nó không khác gì dòng bank hết. Đã gom hàng dưới đây cái này. Quá trình gom hàng nó đã hơn một năm trời, nó không khác gì cái cổ phiếu của dòng bank như ACB. Và nó cũng có gì cái cấu trúc gì, dòng tiền nó mồi vào nè, nó giống như ACB không? Dòng tiền đầu tiên kích hoạt. Nhưng mà do sau cái phiên dòng tiền kích hoạt rồi, nó xảy ra một cái quá trình điều chỉnh và sau đó gì? Điều chỉnh sau đó nó tích lũy gom hàng và nó tách cung cầu lại trước khi nó mồi dòng tiền và nó có những cái điểm kích hoạt phía sau của nó. Thì nó lặp lại cái cổ phiếu GVR này, nó cũng xuất hiện cái form y chang và nó có thêm cái con sóng ngành, đó là cái cổ là do sóng ngành khu công nghiệp, đúng không? Nhưng mà trong sóng ngành khu công nghiệp nó chỉ có bốn cái cổ phiếu nó đạt cái form thôi. Ví dụ như GVR là top 1, là số 1, sau đó là SJC, có thể tiếp theo là IDC, BHR đó, và những cái cổ phiếu khác trong dòng. Tuy nhiên GVR vẫn là số 1. Chúng ta không tranh cãi gì với cấu trúc tích lũy nữa nè. Quá trình gom hàng tích lũy nó trong vòng 1 năm trời. Đây là cái cấu trúc gom hàng trong vòng 1 năm của nó, y chang như cái cổ phiếu của ACB mà nó đã đi lên trong thời gian vừa qua. Đây là cái cấu trúc gom hàng, tích lũy gom hàng của cái cổ phiếu này trong hơn 1 năm vừa qua. Giống như cái cổ phiếu của ACB nó có khác gì không? Đây là cái cấu trúc gom hàng tích lũy của Bitcoin này. Đây là pha sprint này, LBS test này, LBS này, đây là cái pha LBS, đây là điểm kích hoạt. Đây là cái pha mà dòng tiền nó vào, để nó gọi là pha, là một cái phiên dòng tiền vào đầu tiên. Nhiều cổ phiếu chúng ta nó cũng có cái phiên dòng tiền vào đầu tiên này. Nhưng nó thiếu gì? Nó thiếu cái điểm xác nhận này. Nó thiếu cái điểm xác nhận. Ví dụ, đây là cái pha dòng tiền vào đầu tiên. Tuy nhiên nếu mà sau cái pha dòng tiền đầu tiên mà nó điều chỉnh mà nó vẫn không xuất hiện cái phiên này nè. Đây là phiên đánh dấu mốc của nó nè. Đánh dấu mốc xác nhận cái điểm này. Điểm này. Nó giống như MBS vậy. Như MBS vậy. MBS, MSB này, giống như MSB này, nó cũng có cái pha dòng tiền, hầu hết cái cổ phiếu này nó có cái pha dòng tiền đầu tiên này, và sau đó nó phải có cái pha xác nhận đây này, thì gọi là đánh dấu một cái chu kỳ mới của nó, lưu ý nha. Và cái cổ phiếu GVR nó và cái cổ phiếu còn lại sắp tới, với cái cách phân tích này chúng ta đi theo dõi những cổ phiếu sau cái phiên dòng tiền vào rồi, chúng ta quan sát nó có rũ bỏ nè, sau đó gì, rũ bỏ với khối lượng thấp, những nhà đầu tư mua đây, ở điểm này chúng ta phải thoát ra. Sau đó chúng ta quan sát lại, chúng ta vào những cái điểm này, vào những cái điểm này. Điểm này là điểm tích cung, hoặc là vào điểm này vẫn không sao. Có nghĩa là chúng ta mua điểm này, chúng ta có thể thoát ra điểm này là bình thường, không có vấn đề hết. Tại vì chúng ta thoát ra thì chúng ta chưa biết là phía sau nó ẩn ấp, nó có bị bull trap không? Làm sao chúng ta biết là phía sau nó có bull trap không? Đố chúng ta biết được. Nhiệm vụ chúng ta làm gì? Nhiệm vụ chúng ta là sau khi mua điểm này, nó xảy ra điểm này, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm gì? Chúng ta quản trị rủi ro. Là chúng ta thoát vị thế, chúng ta chấp nhận, chúng ta hòa vốn lỗ 1% hay gì đó, 2% rồi. Sau đó chúng ta tiếp tục, chúng ta quan sát trở lại. Sau khi chúng ta quan sát nó là gì? Quan sát nó đạt những điều kiện nó lên. Sau cái phiên điều số khối lượng lớn này, một phiên khối lượng thấp, hai phiên khối lượng thấp, đây là những cái phiên tích cung. Sau đó là nó hồi lên, bắt đầu nó test lại với khối lượng thấp và nó xuất hiện những cái điểm nhiệt điểm tích cung ở đây. Đây là điểm mua đẹp nhất, đây là điểm xác nhận cho cái chu kỳ bùng nổ đó luôn. Có nghĩa là nó giống như cái cổ phiếu của CTG ấy. CTG, cái điểm bùng nổ của CTG và sau đó đi lên, đây là quá trình đi lên tất nhiên của nó thôi. Và đối với cổ phiếu này, trong cái phiên mà cổ phiếu SJC nó giảm mấy phần trăm, nó thấy của nó nè, nếu cái cổ phiếu này ngày mai mà nó về nó lắp gáp cái là chúng ta vô, chúng ta múc liền. Nhưng rất tiếc là nó không về nó lắp gáp được để chúng ta mua thêm. Rất mạnh. Và cái cấu trúc này chúng ta có thể nhìn thấy ở nhiều cái cổ phiếu khác không? Ví dụ chúng ta có thể soi thử trong cái dòng này nó có cổ phiếu nào cùng cấu trúc không? Coi chúng ta quan sát thử. Ví dụ chúng ta chưa biết được. Ví dụ ở đây nè, nó cũng có cái dòng tiền vào đầu tiên nè. Rồi,
nó phải chờ cái điểm gì? Điểm kích hoạt. Nó thiếu gì? Nó thiếu cái điểm kích hoạt. Còn điểm xác nhận để nó vượt đỉnh. Còn nếu những cái cổ phiếu này nó chưa có điểm xác nhận mà nó cứ đi ngang như này trong giai đoạn mà thị trường nó đang tiệm cận những cái vùng kháng cự thì chúng ta hạn chế mua mới. Ví dụ những cái vị thế nào chúng ta đang nắm giữ, những cái vị thế này, những cái vị thế chúng ta mua ở đây thì chúng ta mới dám. Tại sao? Nếu trường hợp mà thị trường nó điều chỉnh thì những cái cổ phiếu này nó sẽ ăn ngay cái cú rũ này, rồi từ từ nó mới bò lên. Nó giống như dòng band trong giai đoạn 13, ví dụ những cái cổ phiếu như là MSB này, nó có dòng tiền vào nè, sau đó nó ăn ngay cái cú rũ rồi từ từ nó lên. Có nghĩa là những cái cổ phiếu như là Đồng Phú nè, DBR này, đó, nó cũng có dòng tiền vào nè, nhưng mà nó chưa có dòng tiền xác nhận nên bánh vượt đỉnh, thì những cái cổ phiếu này chỉ cần nó rũ xuống một phát, nó kịp, nó rũ như nè, kịp về mặt khối lượng là nó sẽ là cái cơ hội, còn nó không xảy ra thôi các bạn. Rồi đó, còn những cái cổ phiếu như SSC thì sao? Sau cái cây mà nó bị bán với khối lượng lớn nha, chắc chắn là nhiều nhà đầu tư mình, ví dụ sau cái phiên này mình nói là sau cái phiên này thì chúng ta phải đánh giá lại để coi thử là sau cái phiên này nó có bị gãy xu hướng hay không, để chúng ta không biết được. Đây nè, đây là cái vùng nền tích lũy nó nè, đây là xu hướng tích lũy nó nè, và nó đi lên nè, đây xu hướng tích lũy nó đi lên và nó đã có một cái xu hướng đi lên rồi, dòng tiền nó vào xác nhận rồi và nó xuất hiện đột nhiên trong quá trình đi lên, xuất hiện cái phiên này. Nhưng cái phiên này á, nếu mà nó giảm sàn á, là mình sẽ hạ. Nhưng mà vấn đề là gì? Nó không giảm sàn, nó chỉ giảm gì? Giảm 2,25%. Chúng ta thấy nè, cái phiên này khối lượng nó tầm 3,6 triệu cổ phiếu, nó bằng cái phiên xác nhận là khoảng tầm 3,7 triệu cổ phiếu luôn. Nó bằng luôn cả những cái phiên này luôn. Lo lắng không? Lo lắng chứ. Nhưng mà lo lắng không có nghĩa là chúng ta bán, mà chúng ta cần theo dõi thêm. Mình nói là nhà đầu tư mình cần theo dõi thêm 2 đến 3 phiên cái này nè. Sau cái phiên này, tại vì nó không phải giảm sàn, mặc dù khối lượng nó lớn nhưng mà nó không giảm sàn. Khi mà nó không giảm sàn thì chúng ta phải theo dõi lại. Còn nếu mà nó giảm sàn thì chúng ta bắt buộc phải hạ ra. Tại sao? Trong một quá trình đi lên không tự nhiên mà cái cổ phiếu nó giảm sàn mà khối lượng, ví dụ ở đây nè, nó giảm sàn nhưng mà khối lượng nó thấp, thì chúng ta giảm sàn có hai dạng. Trong quá trình mà đang đi lên có một cái xu hướng đi lên, tự nhiên đang lên, đây là điểm gì? Điểm kích hoạt chu kỳ. Đây là điểm gì? Dòng tiền vào. Hai cái phiên này nó tạo ra cái phiên gấp 3 này, nó tạo sóng ra rồi. Tự nhiên xuất hiện cái phiên giảm sàn này. Trời ơi, trời. Giảm sàn này, nhưng mà giảm sàn khối lượng mấy các bạn? Khối lượng so với hai cái phiên tiền vào đây nè, nó bé tí vậy. Vậy sao cái phiên giảm sàn này nè, thì chúng ta phải theo dõi được liệu sao cái phiên giảm sàn này nó có bị gãy cái vùng kích hoạt không. Tại vì đây là cái vùng nè, cái điểm thấp nhất của cái vùng này nó là vùng 32 nè, sau hai cái cây nến này nè, tại đây là cái vùng tích lũy và sau đó nó có điểm gì dòng tiền vào kích hoạt để vào kích hoạt sóng ở đây. Tự nhiên đùng đùng mới đi lên nó giảm sàn, nếu nó là upgrade thì nó tiếp tục nó xuất hiện thêm một cái phiên giảm, sau cái phiên giảm sàn với khối lượng thấp. Nhiều nhà đầu tư mình mà chưa có kinh nghiệm mà phân tích thì sau cái phiên giảm sàn nè, thì nếu mà chúng ta chia lại nè, để chúng ta lần sau chúng ta để chúng ta hỗn loạn á, để chúng ta tránh là sau cái phiên giảm sàn trong quá trình cổ phiếu đi lên, nếu đã có dòng tiền kích hoạt vào đây rồi và sau đó nó xuất hiện những cái phiên sau đó là gì, dòng tiền kích hoạt ở đây rồi nó có giảm sàn nhưng mà khối lượng nó thấp, thì chúng ta phải chờ thêm 1 đến 2 phiên nữa. Nếu giả sử cái phiên ngày mai nó vẫn giảm sàn với khối lượng lớn hơn hoặc bằng tương đương cái phiên này nè, mà nó thủng về luôn cái vùng này, thì chúng ta chấp nhận, chúng ta hò vốn, chúng ta cắt lỗ 1-2%. Nếu mà cái vị thế chúng ta mua đây hoặc là lỗ 3% được không sao. Để tránh trường hợp chúng ta mới ở đây chưa có lãi gì hết mà nó bị bán sàn mà chúng ta bán cái nó kéo lại, chúng ta có dám mua lại không? Không. Tâm lý nhà đầu tư không muốn mua lại. Nên đó là lý do là gì nè. Khi nó bán sàn thì chúng ta phải, nếu mà nó bán sàn với khối lượng bằng cái phiên này hoặc lớn hơn phiên này thì đó là rủi ro lớn, thì chúng ta phải có thể là chúng ta hạ ra 1/2, chúng ta theo dõi coi thử là tại sao nó trong mới vừa, tại sao sau cái phiên bán sàn này có khả năng nó là upgrade có nghĩa là sao? Upgrade nó như thế này nè, đó, đây là phiên bán sàn với khối lượng lớn. Sau đó chúng ta theo dõi nè, nó xuất hiện thêm phiên này nữa, đây là tín hiệu xác nhận. Đó, với những cái vị thế mà chúng ta mua đây là ở vị thế này chúng ta không bán, ở đây chúng ta không bán thì điểm này chúng ta bán hò vốn nè, để chúng ta tránh những cái cú rũ như này. Đó, có nghĩa là sao? Chúng ta phải chờ thêm, tương tự những cái điểm này, nó bán với khối lượng rất lớn, nhưng mà lại không giảm sàn, ở đây là giảm sàn nhưng mà khối lượng thấp. Lưu ý nè, giảm sàn khối lượng thấp thì chúng ta phải chờ thêm 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên. Nếu mà nó xuất hiện cái phiên giảm sàn mà khối lượng lớn nữa thì chúng ta mới thoát. Còn nếu mà trường hợp nó quay trở lại là bình thường, không có gì hết. Và ở đây này gì nè, nó giảm, nó xuất hiện có thời điểm là nó giảm gần sàn luôn, và sau đó nó rút cho nó chỉ giảm 2,25% nhưng mà khối lượng lớn. Nó là bất thường không? Bất thường chứ. Nếu mà nó bất thường thì sao? Một cái cổ phiếu mà sau khi chúng ta mua ở đây hay là mua ở đây xong thì nhiệm vụ chúng ta làm gì? Khống cho nó lên. Khống cho nó lên rồi, thiếu mà nó lên rồi thì sao các bạn?
thì chúng ta theo dõi quá trình đi lên của nó, nó có gặp cái sự bất thường nào không, và nó gặp cái sự bất thường ở đây thì chúng ta làm gì? Chúng ta theo dõi đánh giá lại liệu sau cái phiên này nó có bị gãy xu hướng không. Nếu mà sau cái phiên này mà tiếp tục đạp một cái phiên với khối lượng lớn mà nó giảm tầm 5-6% một sàn luôn, nó về luôn những cái vùng này, thì đây là cái vùng uprush. Và chúng ta xem thử là liệu thị trường trong bối cảnh hiện tại nó có những cái rủi ro gì quá lớn không. Nếu mà không thì xác suất xảy ra rất thấp, nên đó là lý do tại sao mà kêu chờ 2-3 phiên đánh giá lại và ngày mai nó quay trở lại là bình thường. Và chúng ta, và sau quá trình này thì nó có khả năng là gì, sẽ tạo ra một cái nền tích lũy rồi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, kệ nó, miễn sao nó không có hoạt động nào bất thường là được. Nghĩa là nó tạo ra cái biên tích lũy đây thêm 1-2-3 tuần, 4 tuần cũng được không sao, miễn sao nó không vi phạm gì là bình thường thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ. À ok, chúng ta thống nhất điều đó. À, rồi. Rồi chúng ta có trong những cái cổ phiếu, có những cái cổ phiếu mà chúng ta lưu ý là trong giai đoạn tuần sau. Tuần sau là cái tuần mà chúng ta cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là đối với nhà đầu tư mình, em đã cho nhà đầu tư mình ưu tiên hạ mặt sinh những cái cổ phiếu mà chưa vào sóng. Hạ mặt sinh trước, và tuần sau chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ hạ tiếp những cái mặt sinh của những cái cổ phiếu ở cái dòng khác. Và có thể là hạ tiếp tục một phần của 1/2 đến 1/3 của các cổ phiếu chưa vào sóng. Ví dụ như những cái cổ phiếu nhóm chứng khoán này, sắp tới chúng ta có thể sau khi mà chúng ta đã hạ mặt sinh rồi, khi mà nó đang có hưng phấn rồi, thì tiếp theo tuần tiếp theo là một cái tuần mà thị trường nó về những cái vùng kháng cự cao hơn, về những cái vùng kháng cự cao hơn, và cái vùng này là cái vùng mà áp lực rung rắc chắc chắn nó sẽ lớn hơn. Và cái điều đầu tiên nhất là trong đầu tư đó là gì? Tránh mặt sinh ảnh hưởng tâm lý. Và trong cái vùng này, nếu mà nhà đầu tư nào đã hạ được cái mặt sinh rồi, thì cái vị trí tiền thịt đó, thì chúng ta phải rà soát danh mục lại để chúng ta tranh thủ chúng ta cơ cấu luôn. Là chúng ta gì? Loại yếu giữ mạnh. Loại yếu giữ mạnh có nghĩa là sao? Ví dụ trong cái danh mục chúng ta, những cái cổ phiếu nào mà khi thị trường nó đang đi lên rồi, cổ phiếu chúng ta nó vẫn đang có lãi nhiều là cổ phiếu mạnh. Cổ phiếu nào mà chúng ta khi thị trường nó đi lên rồi mà nó cứ giảm hoặc đi ngang thì chúng ta nên hạ nó ra. Đầu tiên là chúng ta có thể hạ mặt sinh, rồi chúng ta hạ 1/2, rồi chúng ta có thể hạ hết luôn để chúng ta làm gì? Để chúng ta dành tiền để chờ, để chúng ta săn đuổi những cái cổ phiếu mạnh khi thị trường nó có điều chỉnh. Đúng không? Đúng không? Lưu ý nha. Rồi, bước đầu tiên là chúng ta sẽ hạ cái mặt sinh trước. Trong cái tuần vừa ra thì em đã hướng dẫn nhà đầu tư mình ưu tiên hạ mặt sinh khi mà trong phiên nó có kéo hưng phấn, những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán hay là bất động sản. Và cái phần mua tiền thịt chúng ta giữ lại, kể cả những cái cổ phiếu như SJC, GVR được. Em cũng cho nhà đầu tư mình hạ luôn cái mặt sinh rồi, vì nó về những cái vùng quá mua và nó chạy được một cái đoạn khoảng vượt quá cái nền giá của nó, thì chúng ta chỉ việc hạ cái mặt sinh thôi. Còn cái phần mà chúng ta mua tiền thịt ở những cái cổ phiếu này, chúng ta ưu tiên giữ lại. Còn những cái cổ ưu tiên giữ lại. À, trong dòng công nghiệp nó có thêm cái cổ phiếu nữa, lưu ý nhà đầu tư mình, đó là cái cổ phiếu IDC, nhà đầu tư mình có cầm á thì mình lưu ý luôn. Đó là IDC. IDC nó có cái vùng kháng cự gần nhất của nó, đó là vùng gần 60, chúng ta lưu ý. Lên cái vùng này chúng ta chú ý nè, nó sẽ gặp cái vùng kháng cự siêu to khổng lồ ở đây. Nên tiệm cận cái vùng từ 58 đến vùng 60, nhà đầu tư có thể chốt lãi bớt. Đặc biệt là nếu có mặt sinh là phải ưu tiên hàng đầu, cho cái mặt sinh nó đi hết. Nếu mà vị thế chúng ta tốt, cho dù nó có điều chỉnh thì chúng ta nắm tiền thịt, chúng ta đã chốt lãi được cái phần mặt sinh này. Ví dụ chúng ta có 1 tỷ, chúng ta mua ở vị thế này, chúng ta đang lãi gì? Chúng ta giả sử chúng ta có 1 tỷ, chúng ta mua vị thế này, chúng ta đang lãi gì? Ở vị thế này chúng ta đang lãi gì? Lãi 10%. Nếu nó về những cái vùng 58, ở vùng này chúng ta hạ mặt sinh cũng được không sao, hạ từ từ xuống, không cần phải bán hết mặt sinh. Ví dụ chúng ta có mua cổ phiếu này, danh mục chúng ta có 1 tỷ, và cái cổ mặt sinh này của cổ phiếu này là 1.5 tỷ, và cái phần 500 triệu nó đã sinh lãi rồi, và phần 1 tỷ đó chúng ta vẫn có lãi. Sau đó thì nó kéo về những cái vùng này, về những cái vùng này thì chúng ta lưu ý những vùng 58, vùng 60 thì là cái vùng chúng ta bắt buộc phải nên hạ mặt sinh, tại mặt sinh là cái tiền đi vay. Sau đó là nếu trường hợp nó điều chỉnh thì chúng ta lại, nó điều chỉnh khi mà thị trường rung lắc trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta lại sử dụng cái mặt sinh chúng ta mua lại. Mặt sinh là cái chúng ta phải linh động trong ngắn hạn, và không ai cổ suý cho vùng đó. Nếu mà em chỉ nhấn mạnh là gì nè, nếu nhà đầu tư mình có mặt sinh thì nếu mình có được những cái vị thế tốt dưới đây thì lên những cái vùng này mình nên chốt mặt sinh, có thể chốt thêm 1/2 hay là 1/4 gì đó, thì bằng cái phần thì tùy nhà đầu tư. Nhưng mà gì, chúng ta nên chốt mặt sinh trong cái giai đoạn này. Đó là lý do mà em kêu là những cái cổ phiếu như là GVR thì cái phiên hôm nay nè, cái phiên mà SJC,
SC và GVR nó tăng mạnh trong phiên, thì kêu nhà đầu tư mình có thể chốt cái phần margin đi, tại vì nó chạy xa nền khoảng tầm 20, từ cái vùng này tầm 20 mấy phần trăm, thì cái phần margin thì chúng ta có thể chốt, cho dù nếu chưa chốt thì ngày thứ hai nó có tăng lên thì chúng ta vẫn có thể chốt được. Nhưng mà cái phần, nếu mà chúng ta có được cái vị thế dưới đây này, vị thế chúng mua ở đây này, hay là mua đây này, thì cái phần tiền thịt mà chúng ta mua, ví dụ mà 1 tỷ mà chúng ta mua thì chúng ta không nên bán ra. Tại sao? Đó là vị thế chúng ta bán ra, chúng ta không mua được cái gì đâu. Lưu ý nha, không có mua được cái gì. Chúng ta đừng có gọi là bán bò tậu ít ưởng. Tại vì chúng ta chỉ bán mặt chinh để chúng ta tránh gì? Chúng ta tránh những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh của thị trường. Nó sẽ làm ảnh hưởng về cái tâm lý của chúng ta trong ngắn hạn. Ví dụ thị trường nó đã chạy một cái mạch về đây rồi, thì cái vùng này là cái vùng mà chúng ta nên ưu tiên. Ví dụ ngày thứ hai này nó mở gáp, nó tăng ầm nữa, mà cái cổ phiếu chúng ta mà nó không tăng thì chúng ta phải lên cái hạt là gì? Thằng nào không tăng khi mà thị trường tăng là thằng đó tao ly mặt trên trước, tao hạ vi mô nó xuống từ 100% vị thế tiền thịt, tao hạ xuống còn 50. Đồng ý không? Ok đúng không? Đồng ý thì bỏ ra một giây cho em một like nha. Rồi, đó là cái cách mà để chúng ta sử dụng mặt trên khi mà thị trường nó về những cái vùng gọi là vùng tâm bão. Vùng này là cái vùng tâm bão, là vùng áp thấp nhiệt đới, và cái việc rung lắc nó xảy ra là bình thường, và chúng ta tránh trường hợp chúng ta sử dụng margin và mua mới trong giai đoạn này, trừ những cái cổ phiếu mà em đã đề cập nhà đầu tư mình, đó là cái cổ phiếu mà nó đã kích hoạt cái chu kỳ. Tuy nhiên cái việc giải ngân á, chúng ta không nên giải ngân full, mà chúng ta ví dụ những cái cổ phiếu mà chúng ta canh, ví dụ chúng ta muốn mua những cái cổ phiếu như là STB, Ocean Bank với MSB đúng không, thì chúng ta canh, chúng ta có thể giải ngân 30% trước, và chúng ta nếu mà rung lắc mà nó có điều chỉnh là nó tích lũy lại thì chúng ta giải ngân thêm. Rồi, và chúng ta là gì? Sau nhịp điều chỉnh thì sẽ có một nhóm ngành mới có khả năng nó sẽ xuất hiện, và đó là hai cái nhóm rất cực kỳ vọng, đặc biệt là nhóm chứng khoán. Chúng ta lưu ý cái điều này. Và khi thị trường nó về những vùng này là không thể nào tránh khỏi được. Mà khi thị trường nó cứ tăng mà cái cổ phiếu chúng ta nó không tăng, đặc biệt là những cái cổ phiếu kênh dưới, ví dụ dòng thép này, nó có tăng đâu? Có tăng đâu? Cầm những dòng thép là tăng đâu? Nó có tăng đâu? Chỉ có dòng ben và vài cổ phiếu của dòng khu công nghiệp như GVR hay là SSC là hay là các cổ phiếu của dòng khu công nghiệp nó tăng thôi đúng không? Chỉ có những cái cổ phiếu, có nghĩa là sự phân hóa của thị trường cực kỳ lớn, hay là dòng những cái dòng khác là gần như em chả quan tâm luôn. Dòng bất động sản thì em chỉ quan tâm duy nhất BRR. Tại vì sao? Nó là leader. Con này á là nó đang chờ gì? Nếu em sẽ đi sâu hai nhóm này. Nó đang chờ gió đông. Nó đang chờ cái gì nè? Nó đang chờ cái cây này nè. Nó giống như cổ phiếu gì? HCM ấy. Nó chờ gió đông. Lưu ý nha. Ví dụ những cái vị thế mà chúng ta mua ở đây hay là mua ở đây, nếu mà nó không vi phạm điều gì thì chúng ta vẫn nắm giữ, trừ khi mà nó xuất hiện những cái điểm này nè. Nó vi phạm thì chúng ta hạ bớt 50% của quy mô ra. Và những cái cổ phiếu này chúng ta không nên giữ quá bằng mặt sinh. Chúng ta có thể chốt mặt sinh và chúng ta giữ bằng tiền thịt thôi. Có nghĩa là chúng ta cái cổ phiếu này chúng ta phân bổ cho nó 1 tỷ, mà chúng ta lỡ chúng ta mua thêm 500 triệu tiền mặt sinh thì chúng ta bán cái phần 5 triệu đó đi. Trừ khi là chúng ta mua này, ok, chấp nhận mấy 500 triệu luôn. Chúng ta giữ bằng full tiền thịt. Và nếu trường hợp nó xuất hiện cái điểm này thì chúng ta hạ 50% tiền thịt ra. Chúng ta giữ lại 50% để chúng ta quan sát. Nó tương tự với các cổ phiếu còn lại trong dòng chứng khoán. 55 cũng vậy. Nghe dòng chứng khoán 55 vậy. Rồi chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu trong dòng này bắt đầu nó đi lên, và nó đang set up những vùng tích lũy. Bắt đầu nó đi lên, nó mò đi lên. Những cổ phiếu này bắt đầu nó mò đi lên. DIT nè, DG nè, đúng không? Mò đi lên nè. Hay là CEL mò đi lên. C2 nè, cũng mò đi lên. Nhưng nó có sóng chưa? Nhóm ngành nó chưa có sóng thì quá trình nó đi lên, nó rủ lại là bình thường. Ví dụ những cái cổ phiếu con đi lên rủ lại là bình thường. Đi lên nó điều chỉnh lại vài ba phiên là bình thường. Sau quá trình điều chỉnh thì chúng ta nên chú ý tới những cái cổ phiếu của dòng cả dòng sóc đen có sóng ngành là dòng ben luôn, cả những cái dòng khu công nghiệp luôn, và đặc biệt là dòng chứng khoán và dòng bất động sản, thì chúng ta nên chú ý nếu thị trường có điều chỉnh và nó xảy ra cái cú điều chỉnh lớn nha, chứ không phải điều chỉnh với tầm, ví dụ thị trường nó điều chỉnh tầm 50-70 điểm vậy đó, trong giai đoạn sắp tới vài chục điểm, thì đó là cơ hội cho những cái nhóm ngành mà nó đang muốn vào sóng nhưng mà nó chưa vào sóng. Ví dụ dòng chứng khoán, chúng ta nhìn lại cái dòng chứng khoán này. Rồi, SRI. Ví dụ những cái cổ phiếu nào SRI
nhà đầu tư mình đang cầm full vị thế thì ok, chúng ta vẫn có theo dõi. Nhưng mà nếu trường hợp nó bùng nổ ra đây nè, thì chúng ta làm cái gì các bạn? Bán cái mặt sinh đi. Hoặc là trong phiên nó có bùng nổ lên á, trong phiên mà nó có hưng phấn lên á, thì chúng ta làm gì? Bán mặt sinh đi. Còn trường hợp ngược lại, cái cổ phiếu này sao các bạn? Nó xuất hiện cái điểm này nè, những cái điểm rũ bỏ trong giai đoạn sắp tới. Chúng ta chưa biết là nó có xuất hiện theo trường hợp 1 hay là trường hợp 2. Nó bùng nổ đi lên, nếu nó bùng nổ đi lên thì sao? Thì chúng ta chốt 1/2 mà sao? Hoặc là chốt mặt sinh luôn. Còn nói chung cái cổ phiếu này, những cái cổ phiếu của cái dòng không có sóng á, thì chúng ta không nên ưu tiên sử dụng mà nắm mặt sinh. Cứ canh trong phim mà nó có hưng phấn, cái là chúng ta để cái mặt sinh ra, để tránh trường hợp là khi thị trường nó đang ở những cái vùng rất nhạy cảm, chúng ta còn cầm mặt sinh rất cao. Giả sử trường hợp nó xuất hiện những cái gì, giả sử trường hợp chúng ta đang cầm full vị thế ở vùng này 34 đến 35 này, mà nó có xuất hiện một cái phiên giảm với khối lượng lớn và nó xuất hiện cái nhịp rũ này nè, và những cái cổ phiếu này nếu mà trường hợp nó muốn đi lên đó, là nó sẽ rũ, nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ nó rũ về những cái vùng mà những cái cổ phiếu này nè, những cái cổ phiếu SI, nếu mà trường hợp nó có rũ về cái vùng 33 này, sau đó nó sẽ đi lên rất ngon các bạn. Mong nó rũ, nhưng mà chỉ cần xuất hiện cái cây rũ thì những cái vị thế mà nhà đầu cầm đây nè, chúng ta chấp nhận hò vốn, chúng ta hạ 1/2 cái phần mà chúng ta học, ví dụ những cái vị thế chúng ta mua 34 đúng không, thì chúng ta vẫn đang có lãi mà. Hay là 35 mình cao lắm 35 thì chúng ta hò vốn. Nếu mà xuất hiện một cái phiên nó giảm như thế này thì chúng ta làm gì? Chúng ta cứ hạ 50% cái vị thế chúng ta, ok tôi chấp nhận. Nếu mà vị thế 35 thì bị lỗ, vị thế 34 thì 34 gì đó thì chúng ta gì, chấp nhận chúng ta mất ít lãi, chúng ta giữ 50% và chúng ta chờ, chúng ta quan sát ở đây. Còn trường hợp nó bùng nổ ở đây thì nó cũng chưa lên ngay đâu, nó cũng ăn ngay cú điều chỉnh phía sau rồi. Thì chúng ta làm gì? Bán 1/2 đi. Đó là cái chiến lược dành cho nhà đầu tư đang nắm cái cổ phiếu của dòng chứng khoán. Visa cũng vậy các bạn. Cứ bùng nổ lên là vùng này đó, thì trong cái phiên ngày thứ 6 em nói là trong phiên nó có cái sự hưng phấn thì nó nhà đầu tư mình có mặt sinh thì ưu tiên gọi là ly hết cái mặt sinh của những cái dòng này nếu mà đang cầm. Phần tiền thịt chúng ta nắm lại, chúng ta theo dõi, chúng ta chờ cái gì vậy? Không biết là nó đi hướng nào. Ai biết đâu ngày mai nó tăng hay giảm, đúng không? HCM. Nó có nghĩa là những cái cổ phiếu của dòng chứng khoán và cái cổ phiếu dòng bất động sản như BRR, nó thiếu gì các bạn? Nó thiếu một cái phiên xác nhận. Còn giả sử nó không có phiên xác nhận mà thị trường nó điều chỉnh thì nó điều chỉnh luôn về cái vùng này nè. Em nói thiệt luôn á, chúng ta vỗ tay chúng ta ăn mừng vì gọi là thời chúng ta nó tới rồi, với điều kiện là chúng ta không vẫn còn tiền nha. Bởi vì em nói là nhà đầu tư mình trừ cái vị thế nè, chỉ có vị thế ở đây, nghĩa là vị thế nhà đầu tư mua dưới cái vùng 25.4, 25.5 trở xuống thì chúng ta nắm giữ. Còn tất cả những cái vị thế mà mua đây là chúng ta cược đi lên. Nếu nó không đi lên thì chúng ta chỉ giữ tối đa 30% vị thế đến 50% vị thế để tránh cái gì? Nó rũ phát về đây sao? Thì đó là cơ hội nha các bạn. Em nói là cái dòng chứng khoán á, sau nhịp điều chỉnh thằng dòng chứng khoán nó sẽ vào sóng. Hiện tại nó chưa vào sóng tại vì nó gom hàng chưa xong. Hay là những cái cổ phiếu này MTS đã vượt đỉnh chưa? Nó vượt đỉnh rồi, dòng tiền nó tăng dần rồi, nhưng mà sao nó vẫn chưa đi lên? Nên á, là gì? Nếu mà nó bùng nổ, nếu mà trường hợp nó có kéo tiếp á, nó có kéo tiếp nè, thì chúng ta làm gì? Chốt mặt sinh, chốt tiếp 1/2 hoặc là 1/3 đó. Sau đó gì? Nếu trường hợp mà nó không bùng nổ mà nó rũ xuống này, em nói thiệt luôn, cơ hội cực kỳ lớn. Chúng ta chỉ chờ thời điểm để chúng ta mua, phải nó giảm cái là chúng ta mua liền. Nó giảm xuống là chúng ta chuẩn bị súng đạn để chúng ta làm gì? Chờ chúng ta mua thôi các bạn. Còn nếu mà nó bùng nổ lên hoặc là ở vùng này nè, chúng ta nếu mà chúng ta đang giữ tiền thịt, chúng ta tại vì những cái cổ phiếu mà trừ khi chúng ta muốn giữ là gì? Trừ khi chúng ta có cái vị thế mua dưới cái vùng 25.2 thôi thì chúng ta mới giữ. Giữ đây bằng tiền thịt nha. Còn mặt sinh là chúng ta phải bán ra ở cái vùng này, là nó nổ lên thì chúng ta có thể bán tiếp 1/2, chúng ta giữ 50% nha. Đối với những cái dòng không có sóng, ưu tiên ly mặt sinh trong tuần vừa rồi, tuần sau chúng ta sẽ canh những cái điểm nổ để chúng ta bán bớt 1/2 những cái cổ phiếu chưa có vào sóng như dòng bất động sản, dòng bán lẻ, dòng thép hay là dòng chứng khoán gì đó, cả dòng dầu khí luôn. Những cái dòng mà nó đang tiệm cận những vùng đấy nó có sóng, nhưng về mặt mặt sinh thì chúng ta không nên nắm giữ. Về mặt tiền thịt thì chúng ta có thể hạ bớt 50% để chúng ta có gì? Khi mà thị trường nó có cái cú điều chỉnh, khi nào điều chỉnh thì mình không biết, ai biết được. Nhưng mà ở cái vùng này nó muốn tạo ra sóng thì nó phải có cú điều chỉnh. Còn khi nào chúng ta không biết. Nhiệm vụ chúng ta làm gì? Vị thế chúng ta ở đây nè,
Ok, ở vùng này chúng ta đã chốt margin rồi, hay là chúng ta chưa chốt margin gì đó thì chúng ta sẽ hạ margin đi. Em đã cho nhà đầu tư mình ưu tiên hạ margin. Sau đó gì? Nếu nó bùng nổ lên nữa thì chúng ta chốt 1/2. Còn nếu mà nó tiếp tục nó rũ bỏ thì chúng ta chờ, chúng ta mua margin. Đúng không? Tại vì vị thế chúng ta có lãi nè. Còn giả sử chủ vị thế mà chúng ta mua ở đây nè là không có lãi nè. Cái điều đầu tiên làm gì các bạn? Hạ về 0.5, 0.3, có nghĩa là chúng ta sẽ giữ 30-50%. Còn vị thế ở đây nè, cái vị thế nó sẽ cho chúng ta được cái quyền đó là gì? Được nói chuyện. Vị thế chúng ta mua ở đây nè, trở xuống nè, hay là mua nền đây nè, nó cho chúng ta một cái quyền đặc quyền, đó là gì? Mày rủ đi, tao cầm full tiền tịch không sao, tao có thể xuống đây tao hút bằng mặt xin cũng được. Nhưng mà vị thế mà mua đây, nó không cho chúng ta cái quyền đó, bắt buộc chúng ta phải giữ hạ ra, thoát ra, giữ 30-50% thôi. Nếu có rủ xuống thì chúng ta vẫn có cái quyền chúng ta mua gom lại đây và chúng ta đánh mặt xin khi nó xác nhận. Còn khi nếu mà chúng ta cầm ở vùng này mà chúng ta cầm 30-50% mà nó bùng nổ lên thì chúng ta không vui, mà nó điều chỉnh xuống chúng ta lại vỗ tay, cơ hội đó rồi, đúng không? Nghĩa là cái tâm thế chúng ta đó là tâm thế cực kỳ chủ động. FTX các bạn nó cũng đã vượt nè, nhưng như sao nè, nó vẫn thiếu gì? Thiếu gió đông, cực kỳ thiếu gió đông. Nó thiếu cái phiên này nè. Và giả sử nó không có phiên, nếu mà trường hợp nó bùng nổ lên đây, nó bùng nổ lên mà nó bị rụt đầu xuống đó nha, giả sử bùng nổ và rụt đầu xuống là chúng ta phải hạ nó ra 1/2 liền, hoặc là hạ mặt sinh liền. Nói chung cái vùng này chúng ta không nên giữ mặt sinh. Nếu mà nó có bùng nổ lên là cái vùng để chúng ta tỉ mặt sinh ra. Còn cái chuyện tỉ mặt sinh hay là bán 1/2 nó phụ thuộc vào vị thế. Ví dụ mua ở đây, mua ở trong khoảng tầm 5-6 phiên gần đây nè, thì cái điều chúng ta mà cầm vị thế này, chúng ta đang gọi là lấp lưỡng mà chưa có lãi, thì chúng ta giữ 50% thôi, hoặc là 30% thôi. Để làm sao nếu nó có rủ lại về đây thì chúng ta vẫn vỗ tay, cơ hội chúng ta đến rồi. Còn nếu mà nó cứ đi lên á, rồi sau đó nó quay về, nó chúng ta có thể chốt 1/2 và chúng ta nó điều chỉnh vào lại thì chúng ta vẫn có cơ hội, trừ khi chúng ta có vị thế dưới đây. Rồi những cái cổ phiếu như Visa các bạn, nếu mà chúng ta có những cái vị thế ngay cái nền này luôn, ví dụ như cần nhiều khách hàng của mình nó có những cái vị thế ngay cái nền này nè, hay là Vini nó có những cái vị thế ngay cái nền này nè, thì chúng ta được quyền nói chuyện. Nghĩa là chúng ta được quyền nói chuyện, có nghĩa là chúng ta được quyền nắm giữ bằng tiền thịt 100%, nhưng mà mặt sinh chúng ta không nên. Ví dụ những cái cổ phiếu Visa nhà đầu tư là mình mua được những cái vị thế tầm 4 dưới 43, thì giả sử trường hợp ở vùng này nó nổ lên, chúng ta bán mặt sinh, nó rủ xuống thì không có vấn đề gì hết. Nó rủ xuống thì chúng ta, ví dụ ở vùng này chúng ta giả sử chúng ta chốt mặt sinh rồi, nó có kéo lên hay là rủ xuống không vấn đề gì hết. Tại sao? Cái vị thế chúng ta ở đây, nếu mà nó có rủ xuống ở đây lại là cơ hội để chúng ta múc tiếp, đúng không? CTS cũng vậy nè, nó đang ở một cái vùng lưỡng lự nè. Cái vùng này thì chúng ta không, ví dụ vùng này nếu mà vị thế chúng ta nó mua ở, giả sử chúng ta mua gần đây, mua trong khoảng tầm 4-5 phiên gần đây, 1-2-3-4-5-6 phiên gần đây, có nghĩa là gần như chúng ta không có lãi, gần như chúng ta không có lãi, hoặc là chúng ta hòa vốn, hoặc là chúng ta lỗ nhẹ gì đó tôi không biết, tùy theo cái thời điểm mình giá mua. Ok, giả sử mình đang hòa vốn này, thì cái vị thế nó mình không tốt mà nó biết là nó như thế nào, thì đầu tiên cái vị thế mình mua trong khoảng tầm 6 phiên gần đây thì mình hạ ra 50%, nghĩa là mình chỉ giữ 50%, cho dù nó có rủ về xuống cái nền này lại thì chúng ta là cơ hội. Ví dụ chúng ta mua ở cái này là chúng ta đã giải ngân 1 tỷ rồi, cho cái cổ phiếu này ở trong 6 cái phiên này với cái giá giả sử là chúng ta giải ngân giá 31-31.5 này, thì có nghĩa là hiện tại nó 31 thì chúng ta đang lỗ họ vốn. Thì điều đầu tiên là trong phiên ngày thứ 6 đó là những nhà đầu tư mình coi canh cái thời điểm hưng phấn, hạ cái mặt sinh ra, rồi sau đó là gì? Trong tuần sau nếu mà chúng ta nằm trong cái vùng giá đó thì chúng ta làm gì? Hạ 50% ra để chúng ta chủ động. Nếu nó có bùng nổ đi lên thì chúng ta cũng không quá buồn. Tại sao? Sau đó là gì? Nó phải điều chỉnh trở lại trước khi nó vào sóng, chứ nó chưa có vào sóng được. Còn thứ hai trường hợp nếu mà thị trường nó điều chỉnh luôn trong tuần sau, nó về lại những cái vùng này, thì chúng ta vẫn có 50% cái vị thế, 50% chúng ta tiền mà chúng ta đã thoát ra để chúng ta chờ cover lại. Còn trường hợp đó là trường hợp chúng ta đang mua ở những cái vùng lưỡng lự như thế này. Giả sử trường hợp chúng ta mua ngay cái nền này luôn thì chúng ta chỉ chốt mặt sinh thôi, tiền thịt chúng ta giữ lại 50%, có nghĩa là cái vị thế nó sẽ quyết định là bạn phải thoát ra 50% hay là nắm giữ lại 100% tiền thịt, chỉ hạ mặt sinh nếu mà có mặt sinh. Nên vị thế nó cực kỳ nó quan trọng. Với vị thế nền này, nó sẽ nói chuyện tốt hơn, hay là những cái cổ phiếu như là VDS. Nếu mà chúng ta có những cái vị thế mà mua tại ngay cái nền đó dưới đây thì chúng ta không lo lắng. Nhưng mà giả sử chúng ta mua ở phiên này
thì chúng ta chỉ nên giữ 50% thôi. Nên nó có khách hàng mà hỏi là có nên mua gia tăng không? Nếu mà chúng ta chỉ giữ 50% để chúng ta ở cái thế chủ động, nếu mà nó có rủ lại về đây thì chúng ta cũng vui, chúng ta vỗ tay. Nếu mà nó có tăng lên thì chúng ta cũng không có buồn. Vì lý do gì? Nó chưa lên đâu các bạn. Nó lên đây rồi là để chúng ta, nếu mà ai có full vị thế lên đây để bán bớt 1-2. Vì lý do gì? Nó phải điều chỉnh. Nó không thể nào đi lên được khi mà cái lượng cung nó chưa hấp thụ. Và khi thị trường nó điều chỉnh ở cái vùng rất nhạy cảm 1.200 đến 1.250, dòng bất động sản tương tự, dòng thép tương tự, dòng dầu khí cũng tương tự như vậy. Dầu khí này. Chúng ta nhìn những cái cổ phiếu như BBD này, nó đang ở đâu các bạn? Đang ở ngay cái vùng kháng cự cho bá luôn. Thị trường mà rung lắc là những cái cổ phiếu này dễ gì, nếu nó bùng nổ lên đây, mình mà có những cái vị thế ở đây thì mình bán 1/2. Bán 1/2 liền các bạn. Tại vì nó rủ xong rồi nó sẽ vào xong. VMS cũng tương tự như vậy. Đó, VMS tương tự nó kéo lên phát là mình có thể chốt mặt sinh hoặc là chốt 1/2 liền liền. Chừng nào nó đi lên mà nó rủ lại phát mà nó vào sóng thì chúng ta đánh lại. Thiếu gì đúng không? Nhiều cơ hội mà. Rồi, đó là những cái điểm mà muốn chia sẻ nhà đầu tư mình. Nó có hai cái ý chính. Trong cái ngày hôm nay đó là điểm kích hoạt chu kỳ ở những cái cổ phiếu. Khi mà anh đã có cái điểm kích hoạt chu kỳ mà nó nằm trong con sóng ngành nữa, thì cái điểm kích hoạt chu kỳ đó xác suất nó thành công nó cao, và cái cổ phiếu nó đi lên trong vòng 3 đến 6 tháng cực kỳ lớn, với một cái dư địa rất là nhiều. Chúng ta không nên bán sớm, chúng ta không nên, tại vì sau cái điểm kích hoạt chu kỳ đó, nếu mà tổ chức nó huy động dòng tiền xong mạnh đẩy giá là cái deal nó là ít nhất là 50 đến 100%. Và tổ chức người ta không ăn cái deal 5%, 10%. Tuy nhiên em có lưu ý nhà đầu tư mình, nếu cái cổ phiếu nó đã chạy xa cái nền rồi mà chúng ta đang sử dụng margin với đòn bẩy lớn thì chúng ta chỉ bán cái phần margin ra thôi. Và chúng ta bán margin để tránh những cái nhịp thị trường nó điều chỉnh. Còn cái phần mà chúng ta mua bằng tiền thịt, ví dụ chúng ta có vốn 1 tỷ, chúng ta giải ngân cho cổ phiếu nó 1 tỷ, phân bổ chúng ta có 4 tỷ giải ngân cho cổ phiếu nó 1 tỷ. Và chúng ta sử dụng đòn bẩy thêm 500 triệu cho cổ phiếu đó là 1,5 tỷ. Cái cổ phiếu nó đã tăng được khoảng tầm 10, 15, 20, 15, 10, 15% rồi trong thời điểm nhạy cảm này, cho chúng ta mua trễ mua sớm tăng từ 10 đến 15% đây, hay là 7% gì đó, thì chúng ta bán cái phần 500 triệu mà có lãi ra, còn cái phần mua 1 tỷ chúng ta thì dừng lại, chúng ta chống chọi qua được những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh của thị trường với điều kiện cái vị thế chúng ta mua đúng điểm, được không nhỉ? Cái vị thế nó cho chúng ta nói chuyện. Ví dụ em nói, ví dụ nhà đầu tư mình, ví dụ cái cổ phiếu GVR hay là SSC, chúng ta chỉ có những cái vị thế chúng ta nói chuyện là cái vị thế là chúng ta nằm dưới cái vùng đỉnh này nè, là để chúng ta mới dám giữ được cái vị thế, và chúng ta chỉ bán mặt sinh ra thôi. Nghĩa là chúng ta phải có cái vị thế ở cái vùng này trở xuống nè, cái vùng này nữa thì chấp chỉnh luôn đó. Đó, lưu ý ví dụ những cái cổ phiếu như là MBB nè, bạn mua được những cái cây này thì chỉnh đến đâu chỉnh bình thường, hay là mua được cái cây này nè, thì mua được cái cây này mà chúng ta lên đây chúng ta bán mặt sinh cũng được không sao, nhưng mà nó thì cái phần tiền mặt cao lắm nó chỉnh vào đây thôi, cao lắm là họ vốn. Nhưng mà cái vị thế đó mà chúng ta mà bán hết đó, chúng ta rất khó mua. Chúng ta có nhiều nhà đầu tư mình sẽ sử dụng một cái chiến thuật, đó là nó gọi là ăn non đó. Ăn non có nghĩa là chúng ta gọi là chúng ta sử dụng chiến thuật là chúng ta muốn ăn dày ăn nhiều đó. Là chúng ta gọi là mua đây nè, ví dụ mua là bùng nổ là lên này chỉnh nè bán nè, xuống đây mua lại lên này chỉnh nè bán mua lại, rất khó các bạn, cực kỳ khó luôn các bạn. Rất khó để thực hiện cái kỹ năng đó. Và khi mà chúng ta muốn ăn kiểu đó là chúng ta bị mất hàng. Mất hàng liền các bạn. Ví dụ như đầu tư này, mua ở đây nè, lên đây bán nè, chỉnh xuống không dám mua, chờ nó mong nó chỉnh xuống nữa nhưng không chỉnh, sau cái cây này nó tăng trần luôn không dám mua. Và chúng ta từ đây lên đây có 7-8% thôi. 7-8% thôi đúng không? Từ đây lên đây có 7-8% thôi, tự nhiên cái bán cây này ra, mừng quá thấy nó chỉnh sướng quá. Mong nó chỉnh về lại cái vùng 21.5. Không, nó tăng trần luôn và nó kéo mạch. Và cái cổ phiếu mình đã nói nhiều lần, cái cổ phiếu này cái dư địa nó lên cái vùng 38-40 là cho cái chu kỳ của nó là cái vùng này nè, là vùng 38-40 của nó, là cái chu kỳ này là nó phải lên được cái vùng này trong cái chu kỳ 3-6 tháng của nó. Và hiện tại nó đã chạy lên vùng này, có thể nó chỉnh lại, có thể nó rung lắc, nó điều chỉnh, nó tích lũy rồi đó, nhưng mà nó phải lên được cái vùng này. Tại cái deal của thằng tổ chức nó đã gom hàng cả năm ở đây rồi, không thế nào nó ăn cái deal 10-15% được, nó ăn cái deal với 100%, 200%. Thôi em nhắc nhở, em lưu ý nhà đầu tư mình để cho mất hàng. Nhiều nhà đầu tư mình mất cổ phiếu MBB này, rất tiếc luôn á. Bán ngay cái này nè,
nhà đầu tư bán từ đâu này, đoạn này lên, đoạn này bán, đoạn này nó chạy tiếp. Bán từ đó, nói chung nhà đầu khách hàng của em là có nhiều nhà đầu tư mình nó là gom, tại vì gom hàng ở đây nè. Giá 18 nè. Techcombank đó, gom hàng ở đây 18 nè. Bán từ từ lên, bán giá cao nhất là như 23 chấm mấy á, 23 gì đó, xong nó chạy tiếp. Khổ vậy đó. Nhưng mà cái cổ phiếu này nó lên gì dơ gì? 40. Là cổ phiếu Techcombank là nó có lên lại ngưỡng 50. Nhưng mà cái tâm lý nhà đầu tư mình sẽ không bao giờ dám mua lại. Gom được cái vùng này nè, nắm giữ nó từ cái đoạn này rủ xuống cái mua gom tiếp ở đây, nắm giữ mấy tháng á, 2-3 tháng gì đó thì nó mới tăng lên cái đoạn này bán hết rồi, sau đó nó kéo thêm nữa. Nhưng mà sao dám mua lại được, đúng không? Như là đầu tư mình sẽ không dám mua lại. Chim sợ thành công là không có dám mua lại được, sợ nó ăn ngay cú rủ như thế này nữa. Nhưng mà bản chất thị trường, bản chất nó là tổ chức người ta đã gom, người ta đã có sóng ngành rồi, thì việc nó đi lên á là nó lên những cái vùng phía trên đó là bình thường. À, có thể nó chững lại là cơ hội đó. Ok, em sẽ kết thúc cái video này. À, cảm ơn nhà đầu tư mình. Nếu nhà đầu tư mình xem cảm thấy nó hữu ích thì hãy bỏ ra một giây cho em một like và để lại một comment. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nhà đầu tư mình trong cái những cái video tiếp theo. Để đồng hành cùng hệ thống của Phương Nghĩa Investing, mọi người có thể liên hệ qua cái số Zalo. Mọi người có thể để đồng hành và nhận được những cái bản tin miễn phí. Mọi người có thể tham gia vào cái link Zalo nè, cho cộng đồng em sẽ update những cái bản tin buổi sáng, những bản tin cho nhà đầu tư mình. Ok, rất vui là chúng ta sẽ có cơ hội đồng hành cùng nhau trong cái sóng uptrend này. Nói chung sóng đầu sóng thì nó hơi khó đánh, đó bởi vì là chúng ta phải cần có cái sự lựa chọn và phải có cái sự đưa ra những cái quyết định quyết liệt. Chúng ta đánh trứng chúng ta không sợ sai á, chúng ta có một khi đối với em á, là khi mà em đánh á, là em chả sợ sai việc em mua cái cổ phiếu SV này, em mua thêm ở đây, mua luôn cái giá trần ở đây, chả có vấn đề gì hết. Tại sao? Em xác định là chu kỳ nó mới bắt đầu thôi, nó hướng về những cái vùng 20-21 đây nè. Còn giả sử trường hợp nó sai đi, giả sử trường hợp em mua sai đi, nó xuất hiện bull trap đi, em cắt lỗ 4%, nhưng mà giả sử nó đúng nha, là cái deal của em á là 50% là lên cái vùng, giả sử nó lên cái vùng này nè, lên cái vùng 20 nè, là cái deal của em là phải là 50% 30, ít nhất phải 30 đúng không? Đó, nó lên vùng, giả sử nó lên cái vùng 20-22 luôn là 50%, đó vậy đó, 30-50% là ít nhất, đúng không? Có nghĩa là cái khi mà mình thắng á là mình ăn nhiều, mình lỗ 4% thôi. Vậy có nghĩa là mình có một cái công cụ, đó là công cụ cắt lỗ mà mình giảm thiệt hại nhất, đúng không? Vì đâu phải sợ, đúng không? Cái gì phải sợ sai, đúng không? Đầu tư là không sợ sai, mình có một cái công cụ, đó là công cụ cắt lỗ 4-7% xong. Chứ mà đầu tư lúc nào cũng sợ sai, sao dám đầu tư được, đúng không? Mình đâu đó, khi mà nó đã có cơ hội rồi mà xác suất của mình giành chiến thắng nó cao á, thì cái xong vô mà múc thôi, xong vô mà múc thôi. Xác suất chỉ cần khoảng 60-65% là em vô múc rồi đó.